Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng, Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan ngày 25 tháng 9 năm 1952, 25 tháng 9 năm 2022, dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Hội thảo còn có sự tham dự của các lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, sĩ quan và các chuyên gia nhà khoa học quân sự trong cả nước. Hội thảo với mục đích làm sáng tỏ sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh về chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Bộ đội Cụ Hồ là lực lượng liên khu 5 chủ lực. Thành ủy Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo này để thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan. Buổi hội thảo ngày hôm nay là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của lực lượng vũ trang liên khu 5 nói chung, tưởng nhớ đến những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cho thắng lợi của trận tiến công đồn nhất, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Thông qua hội thảo này là dịp để chúng ta nhìn lại những bài học quý báu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cung cấp thêm những luận cứ khoa học để làm rõ hơn vai trò của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cũng như làm rõ hơn lịch sử hào hùng của tiểu đoàn 59, trung đoàn chủ lực 803, làm rõ hơn sự hy sinh và vai trò lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 59, trung đoàn 803. Qua đó, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh bày tỏ sự vui mừng khi đến tham dự hội thảo. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định vị trí trọng yếu mang tính chiến lược của đồn nhất Hải Vân Quan, dấu ấn của chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan trong tiến trình kháng chiến chống Pháp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan qua 70 năm vẫn còn nguyên giá trị, lý luận và thực tiễn, để lại nhiều bài học quý. Với mục đích ý nghĩa đó, tôi đề nghị các đồng chí trong thảo luận cần tập trung làm rõ một số nội dung sau. Thứ nhất, làm rõ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của tiểu 59, nguyên nhân trực tiếp làm nên thắng lợi của trận tiến công đồn nhất Hải Vân Quan, nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng, sự vận dụng sáng tạo của Liên khu ủy và Đảng bộ các cấp trên chiến trường Liên khu 5 về xây dựng, phát huy vai trò của bộ đội chủ lực, tạo nên lực lượng cơ động trên các chiến trường, chiến đấu giành những thắng lợi quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận về trận chiến đồn nhất Hải Vân Quan với nhiều chủ đề về chiến công đồn nhất, dấu son của truyền thống trung dũng kiên cường, thắng lợi của trận đánh Nghi Binh đồn nhất, bài học kinh nghiệm trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trận tiến công đồn nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, v.v.